Giảng kinh là tôi đã đối trị được tập khí phiền não của bản thân. Thời gian càng dài thì phiền não càng giảm bớt. Mỗi ngày đều đọc kinh, mỗi suy nghĩ đều nghĩ về những kiến thức trong kinh điển, xa rời những mong muốn thế gian. Ít nhất đã 50 năm tôi không để mắt đến báo chí, truyền hình, phát thanh. Bởi thế có người hỏi, không cập nhật những kiến thức, tin tức hiện tại. Thầy có gặp những khó khăn trong cuộc sống không? Tôi trả lời có, nhưng đã có những người đồng học, người hảo tâm. Khi họ biết được những tin tức quan trọng, họ bèn viết vào một tờ giấy đưa tôi xem. Mỗi tuần đều có những người download tin tức trên mạng rồi chép vào mấy trang giấy cho tôi xem. Bởi thế, những tin tức quan trọng tôi đều nắm được, đỡ bớt rất nhiều việc. Hai câu nói của cổ nhân mà tôi tin và giữ rất cẩn thận đó là: biết được nhiều chuyện thì phiền não nhiều, những điều không cần biết thì cần gì phải cất công tìm tòi, lại còn chạy dậy nghe ngóng, đó không phải tự mình trói mình sao? Tôi dứt khoát không dây vào những chuyện đó. Thức nhân đa xứ thị phi đa, quen biết nhiều người thì thị phi càng nhiều, tất cả đều gây rắc rối cho mình. Bây giờ những người quen biết tôi rất nhiều, tôi không biết họ, họ biết tôi bằng cách nào? Nghe tôi giảng kinh trên truyền hình, vì tôi thường hay đi, những người không quen biết gặp tôi họ cũng chào hỏi. Hầu như nơi nào cũng gặp nhiều lắm. Họ thấy trên mạng, trên đĩa, truyền hình vệ tinh. Người quen biết nhiều là từ chỗ đó. Thật ra tôi không thân quen nhiều người, mà chỉ có họ biết tôi không biết họ. Liệu có cần thiết phải quen biết người ta không? Không cần thiết, càng ít quen biết, càng ít người qua lại với ta, cuộc sống càng yên tĩnh. Lui tới cũng một vài người bạn cũ. Lần hồi những người bạn cũ cũng ra đi. Vì thế thời gian qua, mỗi năm tôi quay lại đại lục 2-3 lần để thăm bạn cũ. Bây giờ họ cũng dần vắng bóng. Ông Triệu Phát, lão hòa thượng Danh Sơn, Hoàng Niệm Lão, Phó Thiết Sơn đều đã mất. Phó Thiết Sơn là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, là một người rất thân thiết với tôi. Mỗi năm mọi người muốn thăm nhau một vài lần. Nhưng bạn bè trong nước, nước ngoài dần dần đi xa. Tôi cũng đã già. Thật sự tuổi trẻ không nghĩ ra được, nhưng đến độ tuổi này các bạn mới hiểu. Không nên ôm đồm nhiều thứ. Rất nhiều hoạt động ở các nơi khác nhau tôi không tham gia. Có người đến mời, tôi cử những vị trẻ tuổi, những người đồng tu trẻ tuổi thay tôi tham dự. Cũng lợi dụng cơ hội này để dìu dắt họ.
không phải trường hợp bất đắc dĩ thì cố gắng tránh. Vui nhất là tu hành. Phương pháp tu hành của tôi gồm đọc kinh, giảng kinh, niệm Phật, rất đơn giản. Mỗi ngày tôi dành 4 tiếng để đọc kinh, chia sẻ với mọi người độ 4 tiếng. Thời gian còn lại là niệm Phật, không gì vui hơn. Hỏi tôi chuyện thiên hạ, ngày nay thiên hạ đã thái bình rồi, không có chuyện gì nữa. Tôi không biết, hết chuyện, thiên hạ thái bình. Các bạn đến cho tôi hay, hôm nay có một số chuyện, có chuyện đó nữa à? Không không, không quan tâm. Tốt hơn hết là đừng nói với tôi. Ngày ngày sống cuộc đời êm thấm. Biết thêm nữa để làm gì? Bởi thế người ta kháo nhau những tai nạn. Tôi không phí lời, cứ chân thành niệm Phật. Tai nạn có xảy ra sẽ được hóa giải, không có tai nạn, nghiệp chướng được tiêu trừ. Không phải như thế sao? Không cần phải tránh, làm sao tìm được nơi thoát khỏi tai nạn? Người xưa có câu: khó tránh kiếp nạn. Bạn không bị kiếp nạn, dù tai nạn ngay trước mặt, quý vị cũng bình yên vô sự. Cần gì phải lo lắng? Lo lắng chính là vọng niệm, là tạo nghiệp. Chi bằng niệm Phật. Niệm Phật là tốt nhất để tiêu tai miễn nạn. Khi đã hết nghiệp chướng rồi thì phước huệ sẽ tăng lên. Đó là một cơ hội tốt, không cần phải lo lắng vô cớ. Vì thế công đức niệm Phật là từ chân tâm khởi. Chân tâm như mặt trời, vọng tâm như đêm tối. Khi chân tâm có mặt là vọng tâm biến mất. Giống như ánh dương vừa ló thì bóng tối tan đi. Ý nghĩa của nó là như vậy. An lạc tập, dẫn chứng kinh Quán Phật Tam Muội nói: Phật khuyên phụ dương thực hành niệm Phật Tam Muội. Quý vị thấy sự thù thắng của pháp môn này. Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho thân phụ của Ngài. Nếu không phải là pháp môn tối ưu thì làm sao Ngài lại giới thiệu cho phụ thân mình, khuyên thân phụ mình tu niệm Phật Tam Muội? Pháp môn này thực tế là khó tin dễ hành. Tại sao chúng ta không chịu niệm? Tại sao không chịu phát tâm? Tại sao không chịu buông bỏ? Điều này khó, mà khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ không hiểu về chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Cũng không rõ về thế giới ta bà và thế giới cực lạc. Cho nên không có cách nào phát tâm được. Thật sự biết được ta bà là khổ mới chịu xả bỏ. Thật sự thấu triệt niềm vui ở thế giới cực lạc thì tại sao không đến? Đương nhiên là đến rồi. Hiện nay mọi người đều muốn tránh nạn. Nói địa cầu thiên tai nhiều, chúng ta phải trốn tránh. Tôi nói với quý vị, vãng sanh thế giới cực lạc thì thiên tai gì cũng không có. Đây là di dân. Rời xa địa cầu này, di dân đến thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật,
Điều này tốt biết bao. Mỗi câu đều là thật. Nếu ta thật sự nghe hiểu và y giáo phụng hành thì vấn đề liền được giải quyết. Mấy năm nay có rất nhiều thông tin truyền đến chỗ chúng tôi, cũng có rất nhiều bạn đồng học đến hỏi tôi về vấn đề thiên tai. Tôi nói với mọi người, trong tâm không thể có thiên tai. Vì sao vậy? Vì nếu học Phật chân chánh, thực sự hiểu được Phật pháp, Đức Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cứ nghĩ đến thiên tai thì thiên tai sẽ đến. Nghĩ đến điều gì thì điều đó sẽ đến. Thế thì tại sao không nghĩ đến Phật A-di-đà? Tại sao không nghĩ đến thế giới cực lạc mà lại nghĩ đến thiên tai? Thiên tai không liên quan gì đến chúng ta. Bất luận là đời đồn đoán như thế nào truyền đến đây, đến đây là dừng. Tôi nhận được rất nhiều tin tức, nhưng đều không coi trọng nó. Tôi chỉ hỏi họ dùng thái độ nào để đối phó với thiên tai này. Kết quả tuyệt đại đa số đều nói niệm Phật. Như vậy chẳng phải là được rồi sao? Chỉ cần niệm Phật, ngoài ra không cần quan tâm, về sau cũng không cần quan tâm. Niệm Phật có thể hóa giải được thiên tai. Tôi nói với quý vị, hóa giải đầu tiên là thiên tai của chính mình. Thiên tai của chính mình là gì? Phiền não là thiên tai. Tạo tội nghiệp là thiên tai. Thần tâm không mạnh khỏe là thiên tai. Tạo tội nghiệp thì thiên tai càng nặng. Đây là tự mình tạo thiên tai. Sau khi giác ngộ, niệm Phật A-di-đà, vì sao vậy? Vì đời này nhất định phải đến thế giới cực lạc để làm Phật. Như vậy chẳng phải thiên tai đều hóa giải rồi sao? Làm gì có thiên tai? Đây là người thật sự có đại trí huệ, đại phước đức. Ngạn ngữ có câu: người phước ở đất phước, đất phước thì người có phước ở. Quý vị là người có phước. Người niệm Phật chính là người có phước. Người niệm Phật nên học tốt kinh điển Đại Thừa này là phước báo đệ nhất trong phước báo, là trí tuệ đệ nhất trong trí tuệ, là người có trí tuệ đệ nhất, phước báo đệ nhất trong thế xuất thế gian. Họ ở đây thì chỗ này không có thiên tai. Quý vị nên thật niệm Phật, thật buông bỏ. Làm giả thì không được, phải làm thật.